Rồi xì bo 99 khách đặt theo yêu cầu. Hai đĩa nha nè. Rồi 42 triệu nha, anh em nào mua xe có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908 nha anh em. Xe này về đâu đây, trong xăng pha nhớ là Vivo nha. Mọi hoa hốc bên máy móc và bên hiếu sẽ bảo hành hết tất cả 3 tháng cho anh em. Đúng rồi, do cái năng cá sườn vỗ không chuẩn. Rồi anh em nha. Hello anh em nha. Mình là Don Hiếu đây. Mấy bữa nay mình giao xe liên tục cho anh em mà mình không có thời gian làm clip nha. Hôm nay mình là có thời gian rảnh chuyến này thì mình nói anh khách là cho mình quay clip, tại vì nhiều anh khách anh mua xe anh không cho quay clip nha. Rồi, mình vừa giao xong con 99 Full L1. Anh em nào mà cần xe thì Bo sẽ chia dắt, liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha anh em. 0977896908 nha. Mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Rồi chào anh em nha. Chiếc này là Full L1 42 triệu nha anh em. Bye anh em.